Xin chào bạn, hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn về một dòng máy khoan 18 ly của thương hiệu Hitachi, mã là DV18V. Và đây là hộp ngoài chúng ta nhìn rất là chuyên nghiệp, và bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho bạn xem. Thường thường những cái dòng máy của Hitachi đa phần là toàn bộ là hộp bằng nhựa hết các bạn, không phải bằng kim loại. Và khi chúng ta mua máy về, bên trong ta sẽ có một cái thực ti này, sách hướng dẫn sử dụng phiếu hành chính thẻ của thương hiệu Hitachi. Ta sẽ có thêm một cái phiếu bảo hành, chúng ta sẽ có thêm một cái tay cầm rất là dài, cầm rất chắc chắn, chúng ta cầm thoải mái cầm luôn. Và trong đây chúng ta sẽ có thêm cái máy chúng ta, đây là máy Hitachi DV18V. Trên cái thân chúng ta sẽ có logo Hitachi này được dán tem trên đây, và sau đây chúng ta sẽ có tem của nó. Trên tem sẽ đầy đủ thông tin của máy chúng ta, sử dụng điện tối đa là 230V, công suất là 690W rất là mạnh, và tốc độ nó từ 1.000 đến 3.000 vòng một phút. Thì nó sẽ có cái nút điều chỉnh tốc độ ngay cái phần cò điều khiển tốc độ đây, các bạn có thể điều chỉnh như đây này. Và nó được sản xuất tại Trung Quốc bên China. Và điều lưu ý là các bạn tay cầm rất là êm nè, phần này là bằng cao su. Ở đây chúng ta có điều khiển tốc độ để cân nhắc bao nhiêu. Đây là cái đầu khoang của nó, này đầu khoang của nó. Và đây là cái điều chỉnh tốc độ thêm một lần nữa, thì các bạn lưu ý khi chúng ta vặn á, mà các bạn thấy kẹt chúng ta sẽ xoay cái đầu này để cho nó vào khớp này. Khi mà các bạn đã cảm giác nó nhẹ rồi thì chúng ta sẽ xoay được. Các bạn đừng cố gắng khi chúng ta đã xoay qua nó kẹt á, thì mình sẽ ráng mạnh nữa thì chắc chắn nó sẽ bị gãy. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy Hitachi DV18V máy khoan bê tông của Hitachi. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào các bạn.